Nhiếp Ly, vậy của ngươi đâu? Ngươi tìm được bảo bối gì thế? Ta? He he. Wow. Đây này là đâu? Sao đột nhiên chúng ta lại tới được đây vậy? Chỗ này là một thời không vô tận. Ở đây cất giữ hơn 100 vạn bộ bí pháp thư tịch. Ở đây có tất cả mọi bí pháp cường đại trên thế gian này. Thời không vô tận. Những thư tịch này đều là bí pháp sao? Đây là Thiên Hỏa Thánh Điển. Đây là một bộ bí pháp đã bị thất truyền từ lâu. Nghe nói tu luyện tới cuối cùng có thể có được sức mạnh hủy thiên diệt địa. Không sai, rất nhiều bí pháp ở đây bên ngoài đều đã thất truyền rồi. Nhiếp Ly, bảo bối này của ngươi mạnh quá đi. Nhiều bí pháp như vậy, thế chẳng phải là chúng ta đều có thể tu luyện sao? Lục Phiêu, tham thì thâm. Công pháp mà chúng ta tu luyện là công pháp thần cấp mà Nhiếp Ly đặc biệt lựa chọn cho chúng ta. Cả đời này chúng ta chỉ cần tu luyện nó thôi là đủ rồi. Cái chuyện tham thì thâm này không hề tồn tại đối với thời không yêu linh chi thư, bởi vì nó còn có một năng lực vô cùng mạnh, đó chính là phong tỏa thời không. Phong tỏa thời không? Đó là cái gì? Chúng ta tu luyện mười mấy năm trong vô tận thời không này cũng chỉ bằng với một canh giờ ở thế giới bên ngoài mà thôi. Chỉ cần chúng ta có hứng thú thì đều có thể tất cả bí pháp ở đây. Cái gì? Thời không yêu linh chi thư này lại cường đại tới mức này sao? Đây chính là bảo vật cường đại nhất trên thế giới này. Hơn nữa còn có thể chia tách không gian riêng cho chúng ta. Tiếc là ở đây nhiều nhất chỉ có 10 người có thể vào được. Nếu không, ta đã để cho tất cả mọi người cùng vào đây rồi. Cho dù như vậy cũng đã vô cùng mạnh rồi. Đúng vậy, mọi người tranh thủ tu luyện đi, cố gắng hết sức đột phá tới cảnh giới Long Đạo Võ Tông. Thời gian ở đây rất chậm, trái lại cũng đâu cần phải tranh thủ đâu chứ. Ở đây có thể tu luyện vô số bí pháp, sau khi ra ngoài còn có thần hồn đạo quyết nữa. Wow, chúng ta vô địch rồi. Vậy thì ngươi sai, quá sai rồi. Hế, đối thủ của chúng ta là Thánh Đế. Cho dù có thời không yêu linh chi thư thì đối phó với hắn cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Không phải chứ, Thánh Đế thật sự mạnh như vậy sao? Không sai, hắn là trưởng khống giả mạnh nhất thế gian này. Thánh Đế không chỉ là người mạnh nhất thế gian này, trong tay của hắn cũng có mọi loại bảo vật cường đại. Chúng ta cố gắng hết sức để trở nên mạnh hơn cũng chỉ là vì có thể chiến một trận với hắn mà thôi. Nhiếp Ly, chúng ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Ta tin rằng dựa vào sức mạnh của tất cả chúng ta, nhất định có thể chiến thắng hắn. Không sai, ta không tin chúng ta nhiều người như vậy đoàn kết lại mà còn không thắng được hắn. Chúng ta nhất định có thể.